Chào các anh em. Thì hôm nay là mình sẽ biểu diễn là những cái kỹ năng dạy cho anh em là những cái kỹ năng là một người mới bắt đầu để chơi bài. Đầu tạo này là đầu tạo bài lá. Bài lá thì nó có nguyên tắc là kỹ năng nó móc xích với nhau. Cho anh em cầm một bài lên nó cứ cầm và cầm đúng không? Không là chọn là chọn. Nha. Đây là như bộ bài nó của mình đây nó để trên bàn. Thì đặc biệt là mặc định sẵn luôn nha. Là ngón giữa mình là cầm đây. Nha. Đây à. Giữa là cầm nó lóng thôi. Nha. Rồi ngón trỏ ngay chính giữa. Cái bóc lên, bóc một vài lần nha. Bóc một vài lần, bóc một vài. Dù nó nằm đoạn này mình sẽ bóc đoạn này nha. Không được mình bóc chịch nha. Rồi giờ đưa cái này xo le nè, đưa vô ngón giữa ngay chính giữa nè ha. Ngón trỏ ở đây, bóp một vài lại nha. Rồi mình sắp bóp này đây nè, hai tấc này sắp bóp đây đó rồi này cái nó bằng thẳng này nè. Thấy không? Còn cầm chắc cánh giữa nha. Cầm chắc ở đây ngón giữa là ngay chính giữa. Ngón danh thì nó kế bên bên nha. Ngón cái này ngay đây cầm cho đứng tay lên. Mình bỏ ngón trỏ ra đây nha, từ mi lóng thôi. Bây giờ cái tay này cả tay trái là cầm chắc cổ vài nè, đưa vô cái tay phải lóng giữa này, ngón giữa nè ha, đúng vô lửa mà ngay cái cục thịt nó ép góc nè, cái bật cái cổ tay lên, bật tay là từ cái lóng này nè, từ lên trên thôi, cầm chắc nha, cầm chắc rồi ngón trỏ này đè xuống đây ngay trên giữa đây, rồi tay phải này cầm chắc cổ vài thôi, tay trái á là ngón giữa này nè, ngay cái kẽ này nè ha, là cầm ngay trên giữa cổ vài, ngón cái đứng lên, ngón trỏ đây mình vuốt ra từ lá nha, nha ngón giữa vuốt xuống, tay đứng lên ngón giữa vuốt xuống. Anh em tập từng chút, nếu một ngày hay hai ngày nó sẽ nhuyễn hình thành cái tay đôi tay của mình ha, giúp từ lá từ lá từ lá nha. Đó. Từ lá từ lá, cái này là cái kỹ năng đầu tiên mà bắt buộc anh phải cầm một vài để xào được từ lá nha. Đó, đây là cái cơ bản nha. Đó, mà xào từ từ nó nhanh lên nha. Đó, tay phải đứng yên nha, tay trái ngón giữa rút ra từ lá rồi mình xào hết rồi đó, mình ba cái này nè cầm một bài ha, cái đầu mình bỏ con chỏ ra đây, nếu mình để gì á mình tay mình cầm một bài nó sẽ vướng, hay là mình bỏ ở đây. Nếu mình bỏ như này thì nó an toàn hơn. Cái đầu ngón giữa nè, ngón giữa nè cầm ở đây giống hệt dưới đất, mình cầm lên này cầm nhẹ nhàng thôi, cầm nó xong rồi bóp đoạn này cái đầu bóp này cái sắp tới sắp lui ha, tay này này sắp đoạn này, này sắp đoạn này sắp rồi, cần chắc ở giữa cái bỏ chỏ đưa vô cái tay xào nữa, từ lá lại lá nữa ha. Kỹ năng này kỹ năng đầu tiên bắt buộc là phải là tập ha. Còn hai á là kỹ năng thứ hai á là mình sắp âm dương. Nếu mình cầm một bài á là cái tay này mặc định cầm đây nè, cái tay này cầm đây ha, cái cầm chắc đây ha, cầm chắc cầm trên lóng hết, cứ quay tay này cầm đây nha, tay này cầm đây nha, quay vô mình đó nha, nè, cầm đúng như lóng này nha, trên lóng hết nha, có giữa nó giữa đây là đưa tay vô xào nè, đúng không? Rồi cầm đây, quay ra đây, quay ngược vô trong nha, hai con chỏ này phải đụng sát của bài á, đừng bỏ con chỏ này, đừng chỏ đây, bỏ ngay chính giữa nha, hai con chỏ là bỏ ngay chính giữa, con giữa giống cái là phải xong là song song này, thì cái tay này song song này, tay này song song nè, nha, cầm chắc nha. Rồi cái này là mình cái kỹ năng mình ở nhà mình sẽ tập trước đi nha, kỹ năng thứ hai là ở nhà tập trước cho nó quen nha. Rồi xong hết trơn á là một con bộ bài này nè, quen rồi mình cầm bộ bài trong tay nè, cái rồi bỏ chỗ này bỏ lên sắp sắp nha, mình cầm này bỏ lên sắp sắp nha, cầm như nè, bỏ chỗ này lên cái đưa lên cái sắp nhẹ nhàng này nè, thấy không, thả lỏng nè, cầm bộ bài trong tay vậy nè, thấy không, cái bỏ lên bỏ chỗ này ra, cầm như nè, tập con chỗ bỏ tới bỏ lui, bỏ tới bỏ lui nè cho nó quen ha. Đó, rồi bỏ đây cầm đây nha, cầm nè, cầm đây tao đang xào rồi, bỏ chỗ đây sắp tới sắp lui, sắp là hai con này con cái nè, con cái giữa đi song song nha, nó mới bằng được nha. Tay này thả lỏng thì tay này sắp nha, sắp. Rồi là kỹ năng thứ hai thì nhà anh em cầm bầu bài á là mình muốn á làm những cái kỹ năng mà nó sẽ cao hơn á, mình tập bầu bài tập nhớ là tay này cầm này nha, đó thì tay này cầm này nha, giờ tập săn bài này. Giờ cầm chắc nè, sắp ngay ngắn này nè, gọi là ngay ngắn âm dương này, thấy không, âm dương là bóp này đầu này cái cầm chắc ở giữa cái cầm chắc cái đưa vô tay nè, mình cầm bầu bài mình tắt được từ lá nha, cái tay nè ba bốn cái này đưa đây nha, nha đụng nhẹ tắt được từ lá nha, ở nhà thì tập trước vậy nè, tập cho nó quen nha, nha tập hai ngón trỏ này nha, mà quen rồi bật nè, thấy không, bóp lại rồi hai cái này 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 bóp lại cho bằng này nha, bật lên nha, tập cho nó quen, mà quen rồi đó mình cầm vậy nè đó, thấy không, mình cầm một tay luôn nha, cầm một tay luôn đó, kỹ năng là kỹ năng cơ bản nha, để năng cái bản để nè, mình tay này mình dò mình tập trẻ nè, đó trẻ đây cái tay ngón cái này chậm đây nha, bật cái cổ tay lên bỏ ngón trỏ ở đây, chừng nào ngón cái bên tay trái này nó chọc dính trên nó thành bài này rồi á mình mới bỏ hai ngón này ra nha, cái nào mình trẻ cái ra ba ngón này nè, hai này cầm đây ha, ngón này nằm đây nằm đây nè, búng lên đó, cái đầu quay tay ngang cái sắp tới sắp lui nè đó, cái bỏ thân ra đây ngang cái cầm chắc lên bật lên chỏ bỏ đây nha. Đó, mình cứ trẻ hoài cho nó quen nha, trẻ trẻ từ từ mình trẻ trên không luôn, còn gì rồi bỏ dưới đất nữa nha. Cái tay cầm chắc nè bật lên đấy con chỏ ở đây
đưa cái đây. Đó, sắp ngang lại ha, sắp ngang lại nè. Đó nè, bỏ này. Nó quen rồi ha, hình thành nó quen rồi ha. Rồi, đây là cái kỹ năng cơ bản để anh em là áp dụng cái bộ bài ha.